Thưa quý vị, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ trẻ vị thành niên bất ngờ bặt vô âm tín khiến gia đình không khỏi lo no lắng và cầu cứu các cơ quan chức năng và cộng đồng mạng. Mới đây nhất, trên địa bàn thành phố Bắc Giang vừa ghi nhận thêm trường hợp hai cháu bé đi khỏi nhà từ ngày 7 tháng 10 đến nay chưa có thông tin. Sáng ngày 9 tháng 10, gia đình cháu Nguyễn Ngọc Yến Nhi và cháu Thân Phan Tâm An sinh năm 2008 học sinh trường trung học cơ sở dị kế vẫn đang vô cùng lo lắng vì các cháu đi khỏi nhà từ ngày 7 tháng 10 đến nay chưa có thông tin gì Chị Ngô Thị Dung, là mẹ cháu Yến Nhi cho biết chiều ngày 7 tháng 10, cháu Nhi đi xe đạp đến trường, gia đình vẫn tưởng cháu đi học như mọi ngày. Đến cuối giờ chiều, thầy giáo có nhắn tin cháu Yến Nhi vắng mặt không lý do. Lúc đó gia đình mới đi tìm và phát hiện hai cháu đèo nhau đi theo hướng xuống nội thành thành phố Bắc Giang. Được biết cháu Yến Nhi và Tâm An là bạn rất thân ở lớp. Ngay trong đêm ngày 7 tháng 10, gia đình trình báo cơ quan công an việc hai cháu bỏ đi. Qua kiểm tra một số camera và dò hỏi thông tin, gia đình thấy ban đầu các cháu đi xe taxi xuống khu vực huyện Việt Yên. Tuy nhiên, sau đó các cháu quay về thành phố Bắc Giang, đi xe ôm ra cao tốc Hà Nội Bắc Giang và bắt xe khách đi tiếp. Từ đó đến nay, không còn thông tin nào về hai cháu. Có rất nhiều lý do dẫn đến việc các em bỗng dưng biệt tâm, cha mẹ phải tốn vài tuần thậm chí vài tháng để tìm kiếm và đăng tải nhờ cư dân mạng hỗ trợ. Đa phần các vụ việc này liên quan đến việc trẻ sử dụng mạng xã hội bị bạn bè kẻ xấu dụ dỗ lôi kéo.